Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ngày đầu tiên đi làm của năm 2024, thời tiết cả nước lúc này tương đối dễ chịu. Ở các tỉnh miền Bắc, đới gió đông bắc đến đông mang tới một lượng ẩm vừa phải để duy trì tình trạng mây nhiều và sương mù nhẹ xuất hiện. Nền nhiệt ngoài trời lúc này ở toàn Bắc Bộ đều cao trên 18 độ, vùng đồng bằng trên 20 độ, trời lạnh chứ không rét. Trong ngày hôm nay, miền Bắc trời chuyển nắng, với khu vực Tây Bắc Bộ trời có nắng sớm nên sương mù cũng nhanh tan và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên ở ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Trong khi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng như tại thủ đô Hà Nội trời nắng muộn hơn, nhiệt độ ngày hôm nay sẽ cao từ 25 đến 28 độ. Với mức nhiệt như vậy thì cơ bản hôm nay miền Bắc trời mát mẻ. Nhưng đến đêm nay và ngày mai, một sóng lạnh mới sẽ lại tăng cường xuống nước ta. Bắc Bộ trời chuyển mây nhiều và sẽ có mưa trở lại. Ngày mai Bắc Bộ trời trở rét. Miền Trung cũng đón ngày đi làm đầu tiên của năm 2024 với sự chuyển biến về thời tiết. Lúc này chỉ còn lác đác mưa ở một vài nơi ở khu vực ven biển của Quảng Trị trở vào tới Quảng Ngãi. Nhưng với sự suy yếu của khối không khí lạnh, những cơn mưa này sẽ nhanh qua. Sau 9 giờ, toàn miền Trung trời hết hẳn mưa. Với sự cải thiện về thời tiết như vậy, nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng sẽ tăng nhẹ. Cao nhất trong ngày hôm nay dọc từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tăng lên ở mức từ 26 đến 28 độ. Vùng từ Bình Định đến Bình Thuận mức nhiệt từ 29 đến 32 độ. Nhưng cũng từ ngày mai trở đi với tác động của khối không khí lạnh, miền Trung sẽ có mưa trở lại. Ở các tỉnh thành phía Nam, từ tháng 1 trở đi bao giờ cũng là giai đoạn đánh dấu sự tăng nhiệt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Nam Bộ sẽ phổ biến ở ngưỡng từ 33 đến 35 độ. Còn ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt ngày hôm nay cũng tăng lên ở ngưỡng 29 đến 32 độ. Báo hiệu mùa khô, mùa nóng đang dần bắt đầu. Trên biển, ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc. Vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2m50 đến 3m50 khiến cho biển động. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.